Tập 33. Bây giờ tôi bán Hồng Mộc đánh giá 2 triệu vô cùng tốt. Em biết sao? Uy danh của cậu ấy đã đạt đến tầm cao chưa từng thấy. Anh cũng biết. Em còn tưởng rằng anh sẽ liên thủ với Hoàng Trung Khải đối phó cậu ấy, lấy lại Lệnh Thông. Trong cả quá trình, anh cũng lấy không ít cổ phiếu của Lệnh Thông rồi. Tương lai vẫn sẽ còn cơ hội. Lệnh Thông mà anh muốn là một công ty từ từ phát triển, làm loa cả ra, có ý nghĩa gì? Vì thế anh vẫn luôn có giả tâm. Đương nhiên anh vẫn có giả tâm. Anh đang đợi cơ hội thực sự. Đến lúc đó, cho dù 2 triệu thua anh, cũng có thể thua tâm phục khẩu phục. Không sai. Có một số người thích nhìn thấy người khác ngã lộn nhào, ngã càng thảm càng tốt. Nhưng mà anh không muốn trở thành Ryan. Bởi vì người như thế sẽ không bao giờ thắng được 2 triệu. Anh thì bảo em nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Lộ rồi phải không? Anh đã nói rồi, trước giờ em đều không tin anh. Em không tin anh thì tại sao em lại kết hôn với anh? Không cần giải thích nữa. Người thực sự chân thành tự tin, trước giờ không giải thích. Em không chân thành, hay là em không tự tin? Vì thế anh thích kiểu người không nói câu gì với anh đã rời khỏi Hoa Cần Bắc đúng không? Hai người đang bận sao? Ăn cơm đi. TD sắp đưa vào sử dụng rồi, giá cổ phiếu cũng đang tăng. Đừng bận nữa. 2 triệu, tôi nói cho cậu biết, Hàm Tử từ nhỏ đã thành thật, cậu không thể ép cậu ấy đâu. TD SCDMA của chúng ta còn chưa đủ trưởng thành, nếu muốn đưa vào thương mại dùng vẫn phải. Đưa vào sử dụng cái gì? Đưa vào dùng cậu cũng phải ăn cơm, có hiểu không? Hàm Tử, hôm nay để 2 triệu mời cậu ăn cơm được không? Người ta sau khi kết hôn đến cả tuần trăng mật còn chưa đi. Cậu nhìn xem, mắt như gấu trúc vậy. Cậu nhìn xem, đủ mệt chưa? Miranda cũng thương cậu, tôi cũng thương cậu. Cậu mau đi thay quần áo đi, đi mau. Nhưng mà nếu đã nói đến đây, 2 triệu, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Có thể tôi thực sự phải xin nghỉ rồi. Tôi ấy đã đặt một chuyến du ngoạn trên thuyền Thái Bình Dương rồi. Tôi định đưa Miranda đi chơi. Cô ấy bình thường miệng nói oán hận tôi, nhưng hành động vẫn rất ủng hộ tôi. Mang thai rồi còn không chịu cho tôi biết. Thật hay giả vậy? Cậu đúng là biết giấu chuyện đó. Vậy con gái nhà chúng tôi sẽ có thêm em trai hay em gái rồi? Tôi nói cho cậu biết, khi việc sử dụng được giải quyết, tôi nhất định cho cậu kỳ nghỉ dài. Đừng làm nữa, chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn một bữa thịnh soạn, chúc mừng. Vậy hôm nay phải gọi 2 bát mì, thêm cá mì đùi gà to. Ăn mì làm gì? Chuyện vui thế này phải ăn mừng hoành tráng. Chúng ta đi thôi. Đưa cậu đi ăn đồ ngon, tiện dạy cậu làm thế nào để hưởng tuần trăng mật, có đúng không? Tôi sắp làm bố rồi. Cậu đừng có nói lung tung nữa. Cậu nghĩ gì đó? Tôi bảo cậu giả giờ không biết Miranda có thai. Người ta muốn cho cậu một bất ngờ, có phải không? Được rồi, đừng làm nữa. Vẫn còn làm sao? Đi ăn cơm. Được, tôi cho cậu biết. Những điều này không được nghe cậu ấy nói bừa, vẫn phải nghe tôi. Tôi có kinh nghiệm hơn.
các nhân viên của lệnh thông. Tôi là Trương Hải Triều. Khi tôi viết bức thư này, trong lòng tràn ngập sự hổ thẹn. Tôi biết đồng hành cùng lệnh thông xây dựng sự nghiệp, mọi người đã hy sinh rất nhiều. Doanh nghiệp từ trước giờ đều không phải do một người làm nên, mà do tất cả các công nhân viên làm. Quyết sách của một mình tôi liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, khó tránh được sự căng thẳng. Tôi kiên trì làm tiêu chuẩn Trung Quốc, rất nhiều người không hiểu. Nhưng có một số chuyện, chính là quan niệm về số mệnh. Có một số chuyện chúng ta bắt buộc phải làm được cho quốc gia. Hải Triều tôi sẽ đưa công ty lên sàn thị trường. Tôi cũng nhất định sẽ đem lệnh thông trở thành một doanh nghiệp chiếc di mạch truyền thông tốt nhất trên thế giới. Nó sẽ là vật đảm bảo các bạn và gia đình các bạn đời này. Xin hãy cho tôi chút lòng tin, xin hãy tín nhiệm tôi. Chậm thôi. Sao vậy? Trước kia ở đây đi làm gì muộn thế nào? Không phải cũng chạy sao? Anh không sao? Anh sợ em không chạy nổi đó. Em không chạy nổi sao? Nếu như anh không ổn thì anh cứ nói đi bộ, nói đạo lý. Có bao giờ anh không chạy nổi chứ? Anh là sợ em mệt, lại còn lo em mệt nữa. Anh đã rất lâu rồi không chạy bộ cùng em. Sau này không đưa anh đi chạy bộ nữa, em tự chạy. Đúng thật là, đúng là. Dù sao bây giờ anh cũng cáo công việc một thời gian rồi, sau này ngày nào anh cũng chạy với em. Thật sao? Đúng vậy. Vé du thuyền của chúng ta đã có rồi, phòng đẹp nhất luôn. Ở trong phòng còn có thể nhìn thấy biển, sau đó đợi chúng ta bơi một vòng về. Ngày nào anh cũng đưa em đi ăn kem, có được hay không? Được. Biết cả Michelin. Thứ Hạ dạy anh có đúng không? Dùng chiêu của cô ấy, vậy chúng ta có thể đứng trên bông thuyền, đúng không? Ngắm hoàng hôn, hít gió biển, lãng mạn quá. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, trước giờ chưa từng nắm tay nhau, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, lãng mạn đi bơi có đúng không? Đền bù. Phải đền bù hết. Đền bù gấp đôi, bù bù tiếp. Dần sáng đã qua có thể bù lại sao? Hơn nữa anh đã thấy chưa, bức thư của Hải Triều. Cái gì mà giành vị trí số 1 thế giới? Thật đúng là nhà tư bản còn không như cậu ấy. Đúng đó, làm số 1 thế giới làm cái gì chứ? Anh không muốn làm cùng nữa. Anh không quan tâm cậu ấy, anh ở cùng em thôi. Ừ, được, tốt. Vậy em nghe trước, đợi anh làm được đã rồi nói. Dù sao hai chúng ta chưa bao giờ lãng mạn. Em nói cho anh biết một chuyện, chính là anh sắp làm bố rồi. Anh đừng ở phía sau trốn em khóc đó nha. Anh làm gì đó? Anh nằm trên đất làm gì vậy? Anh đừng có trêu em. Lưu Hàm, anh sao vậy? Lưu Hàm, có ai không? Lưu Hàm à? Con đừng kích động, trong bụng con còn có em bé. Nghỉ thoáng ra một chút nào. Nghỉ thoáng ra một chút.
Bọn ta đều ở bên con mà. Hải Triều, anh rốt cuộc sao vậy? Có phải anh muốn khóc đúng không? Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, anh đừng nhìn nữa được không? Hoài Lâm Hy, cô đang làm gì đó? Cô an ủi cậu ấy. Cô nên đi xem Miranda. Cậu ấy bây giờ cũng có chết được. Hải Triều, Hải Triều, đây là nhà tôi. Cút đi. Hàng Mỹ đó em nhờ người mang về cho anh, không cần dùng gừng nữa. Có thể thử sản phẩm chống rụng tóc này. Được rồi, được rồi. Kazakhstan, đến Úc, tới Argentina, đến Tanzania, đi hết. Giấy du thuyền đã có rồi. Căn phòng đắt nhất luôn. Trong phòng còn có thể nhìn thấy biển. Làm số một thế giới cái gì chứ? Anh không thèm. Anh mặc kệ cô ấy, anh ở bên em. Phiền anh đứng dậy. Anh không xứng đụng vào ghế của người đó. Lưu Hàm, ngày nào cũng phải ngồi trên ghế này làm việc hơn 14 giờ đồng hồ, còn không tính thời gian làm việc khác. Những điều này anh có biết không? Anh không biết đúng không? Nếu anh biết, anh cũng sẽ không quan tâm. Ngày nào anh cũng nói anh phải để tất cả nhân viên của lệnh thông sống cuộc sống tốt đẹp, nhưng trên thực tế anh chỉ quan tâm bản thân anh. Anh đâu có quan tâm người khác. Anh đâu có quan tâm Lưu Hàm. Dù sao anh và Lưu Hàm cũng là bạn học. Anh ngại đi làm phiền người khác nên anh ức hiếp Lưu Hàm. Nhưng Lưu Hàm lại là người ủng hộ anh nhất, giúp đỡ anh nhiều nhất. Người khác đều có thể phản bội anh, rời xa anh, mặc kệ anh. Chỉ có Lưu Hàm luôn ở bên cạnh anh. Còn anh,
Alo, xin chào, xin hỏi anh là Lưu Hàm sao? Vé du thuyền anh đã đặt, sắp bắt đầu rồi. Xin hỏi khi nào anh có thời gian, quản gia cá nhân của chúng tôi sẽ đưa bản hành trình đến cho anh và sắp xếp đồ ăn hoạt động trên thuyền. Hôm nay Olympic Bắc Kinh sẽ công bố, trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ cung cấp dịch vụ liên lạc truyền thông di động thế giới thứ ba và đồng thời cung cấp sản phẩm Trung Quốc ở trong nước tiêu chuẩn công nghệ truyền thông di động thế giới thứ ba. Chuyện các nhà khai thác Trung Quốc lộ diện trong thời gian lễ hội TS-CDMA là một tín hiệu rất lớn. Trung Quốc đã lớn nhất toàn thế giới, cơ sở người dùng TD đời thứ hai. Kỷ nguyên TD đời thứ ba đang đến dần. Thị trường Trung Quốc chỉ khi tiếp nhận TD làm như thế nào? Không chỉ tiếp nhận TD, SCDMA. Xem tình thế đã. Hoạt động thử nghiệm nhất định phải được thực hiện. Bây giờ lệnh thông là công ty cốt lõi của Liên minh TD. Họ hiểu rõ chính sách qua hồng. Khải dân của chúng ta là không làm được TD chip điện thoại di động. Tôi rồi. Chuyện này không phải điều do Đông Thăng sao? Đông Thăng cho chúng ta sai tin tức đúng không? Hắn và Hải Triều đã đặt bẫy xong hết rồi. Hải Triều sống sờ sờ, hải chết Lưu Hàm. Người chết rồi. Cậu biết nó là gì không? Đó chính là báo ứng của Hải Triều. Nói như thế không hay đâu. Có gì mà không hay? Đâu phải cậu hay tôi hại chết Lưu Hàm. Tôi nói cho cậu biết, loài người không có nhân tình như vậy, xã hội sẽ phán xét cậu ta. Cậu ta cũng không dễ dàng chết đâu. Ngủ rồi. Uống một viên thuốc an thần đã ngủ rồi. May mà để cô ở chỗ cậu. Tôi thấy cậu cũng muốn ngủ ở chỗ tôi. Có thể là gì? Sao vậy? Ly thân sao? Không biết nữa. Dù sao kết hôn nhiều năm như vậy rồi, lần đầu thấy cảm giác này. Tôi phải nhìn anh ấy từng đêm uống thuốc ngủ chứ không ngủ được, làm tớ cũng không ngủ được. Cậu ta đáng đời. Anh thôi đi được không? Là do cậu ta tự làm. Có thể lời Đồng Thăng nói đúng. Cậu nói xem tớ có hiểu anh ấy không? Quả thực người làm kỹ thuật đều không phải như vậy sao? Thật ra tớ không hiểu được. Có thể tớ hối hận rồi. Tớ không biết. Lâm Hy à, mẹ, con về rồi sao? Buồn về rồi sao mẹ vẫn chưa ngủ? Hải Triều cứ mãi không ngủ. Mẹ thấy nó mua thuốc ngủ, những thứ đó không được uống quá liều, sẽ nguy hiểm tính mạng đó. Con biết rồi, con sẽ nói với anh ấy. Mẹ đi ngủ sớm đi. Vậy con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dạ.
Mấy năm sau từ ngày hôm ấy, Hải Triều đã uống nghìn viên thuốc ngủ. Nghe nói mỗi một người gây dựng sự nghiệp đều sẽ có khoảng thời gian như này, khi tỉnh táo và cả khi mơ màng, cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại. Im miệng đi Ryan. Hải Triều, anh ta không phải là người. Anh cũng không phải là người. Anh đừng tưởng tôi không biết tổ chức mạng cùng tần số là chuyện do anh làm ra. Đừng có lừa tôi. Gần đây vì cái chết do làm việc quá độ của CEO, anh đứng mũi chịu sào, còn bị người khác ném trứng vào người. Mọi người gọi anh là ông chủ của giả tâm, anh có biết không? Một khoảng thời gian rất dài, cái tên của tôi đã bị cái tên bốn chữ đó thay thế. Anh có buồn không? Ông chủ giả tâm sao? Không có. Nhưng người anh em của tôi đi rồi, tôi sẽ buồn cả đời. Nghe nói anh bóc lột anh ấy, anh hối hận không? Lượng công việc của công ty mới gây dựng là vô cùng lớn. Tôi quá thật có lỗi với cậu ấy. Tất cả mọi người đều nói là anh sai. Bản thân anh có cảm thấy mình sai hay không? Tôi là một người sẽ không đi đường tắt. Người sáng nghiệp kỹ thuật nếu đi đường tắt qua đường nhỏ thì công ty ấy sẽ tồi đời. Nếu như thời gian trở lại, anh vẫn sẽ làm như vậy sao? Họ uy hiếp chúng tôi làm tổ chức mạng cùng tần số. Nếu như chúng tôi không làm được, vậy thì không phải là nước ta nhận thua sao? Nhưng tôi biết chuyện này phía sau do ai xúi giục. Tôi sẽ phản kích hắn. Trương Tổng, người anh nói là Hoàng Trung Khải của Đặng Phi sao? Người tôi nói là một người nhà căn bản không biết cạnh tranh công bằng. Nhưng tôi sẽ dùng phương thức cạnh tranh công bằng để cho hắn biết ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Thắng sự nghiệp nhưng lại thua huynh đệ là điều mà anh muốn sao? Tôi đã thu huynh đệ rồi. Vì thế tôi sẽ khiến cho lệnh thông tốt hơn nữa, làm TD tốt hơn, tôi mới có thể xứng với cậu ấy. Trước đây cậu ấy đồng hành cùng tôi, bây giờ tôi sẽ biến mình thành cậu ấy. Tôi đem mục đích của hai chúng tôi, mang nguyện vọng của hai chúng tôi lên chính bản thân mình. Anh không sợ thua của tất cả mọi người hay sao? Hôm nay chắc là chúng ta sẽ nên thảo luận một chút ai thay thế Lưu Hàm giải quyết vấn đề này. Vốn dĩ Miranda là một lựa chọn tốt nhất, nhưng hiện tại để tôi thay. Cậu muốn nhậm chức CEO, nếu không thì sao? Trước mắt còn có ai phù hợp hơn sao? TD SCDMA sắp đưa vào thị trường sử dụng rồi. Đối mặt với rất nhiều vấn đề kỹ thuật, ngoài tôi đích thân dẫn đội, các người còn thấy có cách gì khác sao? Tôi đã nói với Hồng Mộc rồi, tôi cần tăng thêm đầu tư, mở rộng sản lượng, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường châu Á. Tôi còn phải làm vài vụ mua bán. Mọi người yên tâm, lệnh thông nhất định sẽ ngày càng tốt lên. Mấy người họp khi nào vậy? Sao hôm đó tôi không có ở đây? Chúng ta đều là người của mình. Tôi thấy không có gì. Bây giờ tôi không có thời gian tranh luận vấn đề này với cô. Một phút của tôi tương đương với hai phút. Vấn đề giám đốc tiêu thụ, cô nghĩ như thế nào? TDSCDMA vẫn cần phải bắt đầu. Trước mắt Hoàng Lâm Hy vẫn là sự lựa chọn phù hợp nhất. Giang Di biểu hiện cũng rất xuất sắc, có thể thăng chức làm phó giám đốc phòng tiêu thụ. Sau một năm thị trường ổn định, chúng ta sắp xếp lại chức vụ làm việc. Dựa theo tình hình hiện tại, nhân viên ổn định là quan trọng nhất. Dư luận đối với lệnh thông chúng ta hiện nay có một số tin tức tiêu cực, hình ảnh bất lợi cho cậu. Tôi sẽ nghĩ cách sửa chữa. Được rồi, buổi thảo luận kết thúc, chúng ta đến vấn đề tiếp theo. Cậu ta đúng là quá khoa trương rồi. Chuyện Lưu Hàm mất đi cũng không thay đổi được dáng vẻ đáng chết của hắn. Bỏ qua tôi trực tiếp đi tìm tổng bộ của chúng tôi, tránh những xung đột có thể xảy ra. Cô không phục sao? Đương nhiên là không phục rồi. Em cứ như người làm tập vụ vậy. Khoảng thời gian trước ngày nào em cũng chạy ở lệnh thông, xử lý những cục diện rối rắm. Tại sao anh không thể làm CEO của lệnh thông? Em có thể nói được Miranda đi làm CEO, chúng ta cùng làm lại có được không? Em nói như vậy là vì phẫn nộ hay là vì chuyện khác? Em phẫn nộ sao? Lưu Hàm chết rồi, dáng vẻ của Miranda, anh không phẫn nộ sao? Nếu như em tin tưởng anh,
Thêm bình tĩnh một chút đi. Mọi người đã xem phỏng vấn chưa? Phỏng vấn gì cơ? Phỏng vấn của Hải Triều. Cậu ta nói cậu ta không sai. Vé máy bay đi về. Cậu tính ngày mai hay ngày kia? Cậu đừng có nghĩ nhiều làm gì. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà. Tôi cũng sẽ không giống như họ, đến cuối cùng làm gì quá độ. Như thế không có đáng. Cậu nói xem đám người của tổng sư trường Mỹ sao lại không có tầm nhìn xa như vậy. Khải Dân gặp một chút khó khăn, lại muốn bán Khải Dân đi. Cậu biết nếu như tất cả cổ đông đều như vậy, lệnh thông sẽ bán bao nhiêu lần? Người Mỹ có suy nghĩ khác với người Trung. Vấn đề này cậu và tôi chắc là hiểu rõ nhất. Chúng ta chính là như vậy. Nếu đã không phải là người Mỹ, cũng không đủ người Trung. Anh Châu, tôi là Hải Triều. Tôi biết anh rất thân với các cổ đông Đặng Phi. Tôi muốn thu mua Đặng Phi toàn diện. Mặc dù hiện tại giá cổ phiếu của Đặng Phi rất thấp, nhưng để hoàn thành mua còn một số tiền lớn. Anh sẽ ủng hộ chúng tôi không phải sao? Diệp Thế cũng sẽ ủng hộ tôi. Sau khi hoàn thành thu mua, tôi sẽ dùng cho TD-SCDMA chiếc di mạch điện thoại di động. Trong tình hình cổ phiếu thị trường Mỹ suy thoái, đây chẳng lẽ không phải là phát súng trúng tim sao? Hải Triều Tổng, cậu muốn ký hiệp ước chiến lược hợp tác sao? Trương Tổng, ý của ông là anh muốn ký hiệp ước chiến lược hợp tác sao? Thị trường Âu Mỹ về phương diện TD ở CDMA là vô cùng lớn. Vì thế chúng tôi chỉ có thể ăn cơm thừa. Tôi thừa nhận mấy doanh nghiệp lớn châu Á chúng tôi nên liên hợp lại. Đương nhiên, nếu như mọi người đồng ý chiến lược hợp tác của chúng tôi có thể chia sẻ TD ở CDMA của Lệnh Thông chia sẻ với mọi người. Nếu như mọi người muốn chia sẻ thị trường Trung Quốc, chuyện này có ích rất lớn với mọi người. Hợp tác liên doanh là chiến lược bắt buộc phải đi khi đối diện với quân địch. Nếu không còn con đường, tương lai của chúng ta sẽ vô cùng khó đi. Đặc biệt là những nước mạnh, muốn cướp được đơn đặt hàng trong tay họ là chuyện vô cùng khó. Vì thế tôi cho rằng tương lai của chúng ta bắt buộc phải tin tưởng lẫn nhau, chân thành hợp tác. Phải. Yes. Được. Hải Triều, chúng tôi rất có cảm hứng. Các cậu có thể trong tuần này phát thảo thỏa thuận không? Được rồi. Được, tôi có thể làm được. Đột nhiên nhận được tin tức thầy giáo qua đời ở Mỹ, tức tốc đến tham dự lễ tang. Đến cả thời gian nói với Hải Triều cũng không có. Tâm đến rồi đây. Con gái, Tâm con thích ăn nhất đây. Bố vất vả rồi, bố mau ăn đi. Chuyến bay ngày mai của con mấy giờ? Buổi chiều ạ. Thầy giáo có ơn với con. Tang lễ của ông ấy nói gì con cũng phải đi. Dạ. Con đi rồi. Trong khoảng thời gian này bố mẹ vất vả, chăm sóc tốt cho con bé. Con yên tâm đi. Áp lực gần đây của Hải Triều quá lớn. Dạ. Chuyện của Lưu Hàm còn chưa qua, không dễ dàng gì qua được. Con hãy thông cảm cho thằng bé nhiều hơn. Con nhớ nha. Con gửi tin nhắn cho anh ấy rồi, nói với anh ấy con phải đi. Cũng không biết đã nhận được chưa, không trả lời con. Nó nhất định có thể nhìn thấy. Nhưng mà con người ở trong lúc bi thương nhất sẽ không thể để tâm đến những chuyện này. Con hãy thông cảm cho nó hơn.
Trương tổng, muộn quá rồi, tôi thực sự phải đóng cửa rồi. Tôi biết rồi. Cậu cuối cùng cũng đến rồi. Mẹ tôi nhận được chưa? Chúng ta liên thủ, toàn bộ thu mua đàn phi. Thu mua sao? Cậu có lỗi với Hàm Tử. Đây chính là ước nguyện của cậu ấy. Cậu không phải cậu ấy. Sao cậu biết ước vọng của cậu ấy là gì? Ước vọng của cậu ấy chính là làm chiếc gì mà tốt nhất thế giới. Ngoài trừ những điều đó thì sao? Hàm Tử còn ước nguyện khác không? Hưởng thụ gia đình hạnh phúc, nhìn con cái trưởng thành, hiếu thuận với bố mẹ, cùng Miranda sống đến bạc đầu. Những thứ đó cậu ấy không thể nhìn thấy nữa. Cậu ấy đã rời xa chúng ta rồi. Tôi cần ổn định cảm xúc của mọi người. Tôi cần đưa lệnh thông tiếp tục bước đi. Được, tiếp tục bước đi. Từ nay về sau tôi không quen cậu. Cậu đến đây là để nói câu này với tôi. Cậu muốn tôi nói với cậu điều gì? Cậu bảo tôi nói với cậu điều gì hả? Cậu ấy là bạn của tôi, cũng là bạn của cậu. Cậu ấy chết rồi, cậu vừa lòng chưa? Cậu vừa lòng chưa hả? Tuyệt giao. Uống gì? Không cần. Quan tổng, cô có chuyện tìm tôi sao? Chiều tôi còn phải đi gặp một khách hàng. Không cần lo, chuyện tốt. Lát nữa phần trăm cô gặp khách hàng chắc chắn sẽ rất lớn. Phục vụ, cho tôi một cốc latte. Giám đốc Giang Di, tổng thanh tra tiêu thụ của Lệnh Thông, hoan nghênh cô. Trường tổng đồng ý rồi sao? Tôi đồng ý rồi, anh ấy cũng đồng ý. Cũng đúng. Giang Di, tôi có chút chuyện gấp cần đi Mỹ. Khoảng thời gian này biểu hiện của cô tôi đều đã nhìn thấy. Trong công việc cô rất nỗ lực, cũng đã bỏ ra rất nhiều. Quan tổng, trước đây tôi... Thật ra trước đây tôi có hơi đau khổ. Bởi vì từ sau khi tôi vào bộ phận tiêu thụ, tôi không có ngày nào không suy nghĩ làm thế nào để bán thêm đơn nữa. Chuyện cô làm tôi cũng đã làm hết rồi. Chuyện cô không làm tôi cũng làm rồi. Nhưng mà hình như cái giá của tôi không có thu hút sự coi trọng của cô. Trương tổng cũng vậy, chỉ là nhìn thấy những nỗ lực trước đây của tôi. Hải Triều tính cách của anh ấy cô hiểu mà. Tôi hiểu, tôi hiểu. Trong mắt của anh ấy chỉ có cô. Anh ấy cũng rất quan tâm cảm nhận của cô. Anh ấy không chú ý sự nỗ lực của cô, nhưng không nhìn thấy rồi. Có thể trong mắt đàn ông, họ cảm thấy nữ nhân đối diện với nữ nhân đa phần nhiều là cố ý. Nhưng họ không hiểu, chỉ có phụ nữ mới hiểu được sự khó khăn của phụ nữ. Hải Triều hạn chế cô thật ra cũng là vì bảo vệ tôi. Cô thông cảm cho anh ấy. Nhưng tôi hy vọng phụ nữ ưu tú không có nóc. Trên chiến trường mà đàn ông chủ đạo, chúng ta đã rất không dễ dàng rồi. Vì thế chúng ta bắt buộc phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn Hoàng tổng. Danh thiếp này tôi nhận. Tôi có một vấn đề. Tại sao cô lại chọn thời điểm này? Thật ra chuyện này tôi suy nghĩ lâu lắm rồi. Nhưng công ty vừa mới lên sàn, từ sau khi Lưu Hàm qua đời, không khí của công ty, tôi cũng không muốn ở thêm một ngày nào nữa. Tôi hiểu. Hoàng tổng cô yên tâm đi. Sau này thành tích của bộ phận tiêu thụ tuyệt đối sẽ không thấp hơn trước đây.
Tôi tin cô. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Xin vui lòng gọi lại sau. Tôi xin lỗi, tôi sẽ nỗ lực. Nghe đây, tôi lo lắng cho các cậu. Chúng tôi bắt buộc phải hỏi một câu. Mọi người thích 2 triệu đến vậy sao? Nhưng chúng tôi đầu tư là vì lợi nhuận. Nếu như 2 triệu có thể cho chúng tôi kiếm tiền, tại sao chúng tôi không thể đầu tư cho cậu ta? Sếp của tôi, tôi nhấn mạnh một lần nữa, hiện tại giá cổ phiếu thấp là tạm thời, đúng không? Tầm nhìn của chúng ta phải nhìn ra xa. Bây giờ cậu đang nghỉ kỳ nghỉ dài. Trước khi nhận được thông báo của Đồng sư trưởng, cậu không được phép tham gia hội nghị. Lần sau không mời mà đến, chúng tôi sẽ không nhận cuộc gọi của cậu. Nào, ăn thử đồ ăn tôi làm đi. Tôi cũng biết nấu cơm mà. Thật sao? Cậu làm được không? Cậu chỉ có thể lừa người đàn ông như 2 triệu thôi. Bây giờ không được. Để hôm khác tôi làm cho cậu thử. Được, vậy thử đi. Đồ ăn mà Tiêu Thúy nhà mình nấu đúng là ngon. Đương nhiên rồi. Đến đây, nào. Lâm Hiên, tôi đi Thượng Hải học được một món mới là dưa chua muối. Cậu thích không? Đương nhiên rồi, tôi ăn từ bé đến lớn mà. Vậy bây giờ tôi làm một bát cho cậu thử nha. Vậy tôi phải chọn thật kỹ rồi. Thật đúng là cậu tốt thật đấy. Nếu không có cậu, tôi ở Mỹ phải làm sao đây? Đúng đó, tôi ở đây cũng rất tốt. 2 triệu nhà cậu cũng tìm tới mừng rất nhiều tiền rồi.
Cậu biết không? Thật sao? Nói là hợp tác liên doanh, còn muốn thu mua Đằng Phi. Tôi thật sự không biết đó.